Ăn tối lúc mấy giờ để giảm cân nhanh mà không gây hại sức khỏe. Giảm cân không chỉ đơn thuần là theo dõi lượng calo, đó là lý do tại sao nhiều chế độ ăn kiêng tập trung vào chất lượng thực phẩm hoặc chất dinh dưỡng đa lượng, như carbon, hydrat và protein. Mặc dù cách tiếp cận này có thể giúp một số người giảm cân, nhưng thực tế là vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết. Đặc biệt là khi nói đến các biến số về môi trường và sinh học tạo điều kiện thuận lợi hoặc cản trở nỗ lực giảm cân. Một trong những biến số gần đây được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm chính là tác động của thời điểm ăn tới việc giảm cân nhanh hay chậm. Theo đó, thời điểm ăn có tác động lớn tới sự thành công của quá trình giảm cân. Theo ít tin well, các chuyên gia y tế và dinh dưỡng đều đồng thuận rằng, để tốt cho việc giảm cân nhanh thì thời điểm ăn tối sớm ít nhất là từ 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ và sau đó không ăn thêm vào ban đêm. Điều này giúp giảm việc ăn vặt vào đêm khuya và cho cơ thể thời gian để tiêu hóa, hỗ trợ giấc ngủ chất lượng hơn những yếu tố này cũng rất quan trọng đối với việc giảm cân nhanh và hiệu quả hơn ngược lại việc ăn xong và đi ngủ ngay sau đó không những gây ảnh hưởng tới giấc ngủ dẫn tới những thay đổi về hóc môn cản trở việc giảm cân và còn tăng gánh nặng lên đường tiêu hóa dẫn tới nhiều hệ lụy sức khỏe lâu dài đối với người bị trào ngược axit dạ dày đi ngủ ngay sau khi ăn no cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh và cũng ảnh hưởng tới giấc ngủ một bài đánh giá năm 2021 trên cơ rừng Pini, ẩn in by Nology cho rằng nhịp sinh học của chúng ta có thể giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn, kiểm soát lượng đường trong máu và tối ưu hóa quá trình tiêu hóa sớm hơn trong ngày. Điều này có nghĩa là ăn tối lúc 5 giờ chiều, thay vì 8 giờ tối, có khả năng ảnh hưởng đến việc giảm cân nhanh bằng cách điều chỉnh gần hơn với đồng hồ sinh học của cơ thể. Ăn tối sớm hơn cũng giúp tăng quãng thời gian không ăn, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và cải thiện việc điều chỉnh các hóc môn ảnh hưởng tới sự thèm ăn cơn thèm ăn và lượng đường trong máu. Vậy bữa trưa và bữa sáng nên ăn vào lúc mấy giờ để giảm cân tốt hơn? Theo một vài nghiên cứu thì thời điểm ăn trưa dường như có tác động ít nhất đến việc giảm cân của một người. Nhưng có một điều đáng chú ý về bữa trưa là nó phải là bữa ăn lớn nhất trong ngày. Điều này có liên quan đến nhịp sinh học thúc đẩy hiệu quả tăng lên của cơ thể vào đầu ngày khi nói đến việc tiêu hóa thức ăn, đốt cháy calo và điều chỉnh hóc môn khi chúng ta nhớ rằng thức ăn là nhiên liệu cho cơ thể việc nạp thức ăn trước để có được hầu hết lượng calo và chất dinh dưỡng cần thiết hàng ngày vào đầu giờ chiều cũng có ý nghĩa theo quan điểm thực tế và theo nguyên tắc sinh học bạn cần năng lượng đó vào ban ngày để duy trì hoạt động và sự tập trung của não bộ đối với bữa sáng câu hỏi thường gặp nhất lại là có nên bỏ bữa sáng để giảm cân hay không thực tế thì về mặt nguyên tắc việc nhìn ăn trong thời gian dài có thể giúp đốt cháy chất béo nhưng bỏ bữa sáng trong thời gian dài có thể gây ra một số ảnh hưởng nhất định đối với sức khỏe chẳng hạn như ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa làm chậm quá trình trao đổi chất vì thế một nghiên cứu năm 2019 trên Nutrition các nhà nghiên cứu cho biết người trưởng thành khỏe mạnh nên đặt mục tiêu nhìn ăn ít nhất 12 tiếng giữa bữa tối hôm trước và bữa sáng hôm sau để hỗ trợ giảm cân nhanh mà giảm rủi ro sức khỏe chẳng hạn nếu bữa tối của bạn kết thúc vào 7 giờ tối hôm trước thì bữa sáng nên bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng hôm sau bỏ qua các bữa ăn khuya đồng thời cần đảm bảo bữa sáng này đầy đủ và giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe